1/4 muỗng muối, 1/4 bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường, muỗng cà phê hành phi, muỗng đầy nấm mèo, hành ngò, 1 muỗng cà phê hành ngò, 1 cà phê dầu ăn. Ai thích tiêu thì bỏ thêm tiêu vô, rắc tiêu vô cho nó thơm. Nhà mình có con nít thì mình không có bỏ tiêu. Giờ bắt đầu mình làm bánh thôi, mình làm gói bánh thôi. Được rồi, rất là mềm, xốp. Tôi sẽ bột áo lên đây. Mùi lá dứa. Rồi bây giờ mình làm cái bánh của mình thôi. Xem nó bỏ vào cái này.
bông ra luôn. Rồi là chín rồi nè. Tại vì nhiêu đó ca vé là một lần nhiêu đó thì ra đủ nhiêu đó thôi. Em thích ca vé thì lần sau làm nhiều ca vé một tí. Bột nhiều ăn giống như mình thầu. Mình thầu. Thầu cũng có người thích ăn bột nhiều. Có nhiều mà. Dân thịt của mình
khi đã làm xong bánh bao ra như thế này. Nhìn thì hấp dẫn mà ăn thử coi như thế nào. Cái mùi lá dứa thơm, rất là thơm. Ăn thử cái bánh mặn. Còn nóng. Nóng quá, cái nào cũng nóng. Để cái này. Không bốc khói luôn. Cái bột của nó có độ dai. Mà này là bánh bột 4 con voi. Nhưng mà mình thích cái bột hiệu Mickey hơn. Chúng ta Mickey hiệu gì ta? Phải Mickey đúng không? Chụp cái hiệu màu xanh xanh cái đó. Quên rồi. Cái gì Coco vậy đó? Miko, oh yeah, Miko. Cái hiệu bột đó lúc trước làm bột đó không à. Bột đó ngon. Nó xốp và hấp cái bánh ra trắng hơn. Cái này hấp ra những cái màu không có được trắng. Bột nó có độ dai nữa. Xốp và dai. Mình thích cái loại xốp và mềm hơn. Cái nhân thì ok. Nhân thì ok đấy. Nó ngủ tiếp. Ừ. Ngủ được thì cứ ngủ vậy. Trời này dễ ngủ. Mưa mưa ở ngoài như vậy dễ ngủ. Nhân thì vừa ăn, nhưng cái bột thì mình không có hài lòng lắm. Tại vì có độ dai, xốp mà dai. Mình để lâu đây nó cứng cứng đó. Thì cái này dễ, mỗi lần ăn là phải hấp ăn liền, ăn nóng. Tùy nó có bột lắm. Màu không hấp dẫn lắm ha. Màu nó không được trắng hay giống như lần trước ha. Mấy lần trước làm cái bột kia trắng. Để mua được một cái bịch bột kia là phải đi một tiếng mấy, hai tiếng mới mua được. Cái mèo á không quan trọng, hiểu không? Nếu mà everything perfect hết đó, you can give up the look. Quan trọng. Nhưng mà quan trọng là the texture. Để mình làm bánh rồi mình phải có, ngoài thị trường có rất là nhiều loại bột, mình phải thử loại bột này rồi bột kia, nhiều loại rồi mình mới thấy cái loại nào mà ngon, cái loại nào mình cảm thấy hợp, cảm thấy ngon thì mình chọn cái loại bột đó. Cái này mình ăn cái loại bột kia quen rồi mà cái này rồi cho bạn bốc lần biết thôi. Ờ, hỏi hả? Đó là vô làm bánh mà nhé. Làm bánh bao này kia nè. Hỏi thử cho em một lần thử coi có biết cái loại nào có hiểu á. Thì bây giờ bánh bao mà ngon, cái bột trắng mà xốp mềm ngon hơn. Nên mình cũng thử qua 2-3 loại rồi mà mình chỉ thấy một loại được, đó là cái loại bột bánh bao Miko. Cái này là 4 con voi. Mua cái này mua da đó. Nếu mà anh làm á, lập nha, bánh mùa thảo anh không có làm kiểu chính xác bà kia chỉ.
khác là khác chỗ nào? Mình hấp riêng chứ? Hấp riêng không? Dịch. Rồi bỏ cái dầu đi. Bỏ bớt dầu đi. Rồi ok. Được không? Và bớt 80% đi thì sao lại? Nhưng mà đừng có chờ nó lâu quá cho thành nó khô. Giống như bỏ vô cơm á, hấp chung nó bị khô. Nhưng mà còn bỏ chung với lại khoai môn để nấu chung nữa mà. Cho nên á, hấp bớt bỏ cái dầu đi ok, mà nấu chung nữa chứ đâu phải là chắc dễ ăn đâu. Còn cái sauce á, nó có nói mà nếu mà không muốn bỏ bột bột năng vô á, để cho nó sạch á, lấy hai trái nhỏ thôi, cái loại khoai môn tiêm bình thường á, xoay nó nhỏ nát ra làm sauce. Cái đó nấu tới khi nó mềm nó cũng bể ra, nó cũng đặc lại à, không cần xay ra. Xay ra thì thật sự nó quá nhiều, đặc lại nhiều lắm. Cho nó mềm hơn phải không? Ok thôi. Ăn được thôi, hai loại không có tính nói gì rồi này. Cái này. Hai loại flavor của khoai môn khác nhau. Ít ca dế quá. Nhiều bột hơn ca dế không? Cũng nhiều da giống ăn hành thầu. Bột nhiều quá. Mà thầu cái bột của nó dễ ăn hơn. Bột nó sao? Nó soft hơn, nó moist, nó bung, nó phồng giống như bánh bò hơn. Ảnh hưởng kinh tế quá. Giống mà close everywhere hết, nó thấy quá.